Thánh Ngọc mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, có một câu nói của nhà thơ người Nga như sau. Đối mặt với người mình yêu, thế giới cởi bỏ lớp vỏ vô biên và trở nên nhỏ nhắn, thơ mộng như một nụ hôn dài. Trước mặt người mình yêu, mỗi người sẽ trải qua nhiều sự thay đổi khác nhau. Có người cởi bỏ lớp ngụy trang, có người thay đổi chính mình. Dù là loại thay đổi nào, cũng sẽ phản ánh về mặt sinh lý, không những mạnh mẽ mà còn không thể dùng ngoại hình để che giấu. Có rất nhiều bạn vẫn hỏi Khánh Ngọc rằng cô ấy có phải thích mình không, yêu mình hay không. Yêu hoặc thích hay không thích thì lẽ ra trái tim của những người trong cuộc phải nhận ra đầu tiên. Đối với phụ nữ, khi đối mặt với người đàn ông mình thích, dù có sự dè dặt, nhưng cô ấy căn bản không thể cưỡng lại được sự tấn công mãnh liệt của tình yêu. Một người đàn ông có thể chưa từng nghe một người phụ nữ bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng một ngày nào đó, bạn sẽ thấy rằng chỉ cần một người phụ nữ thực sự yêu bạn, thì mọi bộ phận trên cơ thể và từng tế bào trong máu của cô ấy đều có phản ứng. Tình yêu của một người hầu như luôn được thể hiện qua những phản ứng sinh lý. Trước mặt người đàn ông mình yêu, phụ nữ sẽ có những phản ứng sinh lý rất mạnh mẽ. Trước hết, khi phụ nữ gặp được người bạn đời lý tưởng của mình, cơ thể họ sẽ vô thức trải qua hàng loạt thay đổi về sinh lý. Ví dụ như nhịp tim nhanh, đỏ mặt, đổ mồ hôi trộm. Những hiện tượng sinh lý này là do các hormone do cơ thể tiết ra, chẳng hạn như adrenaline và endorphin. Trên thực tế, nhiều nam giới hiện nay cảm thấy việc theo đuổi phụ nữ là không hề dễ dàng. Họ luôn cảm thấy suy nghĩ của phụ nữ không dễ hiểu, không dám theo đuổi và bộc lộ bản thân một cách chủ động. Nhưng thực ra thì đàn ông không cần phải lo lắng về điều này. Bởi vì dù phụ nữ có thích bạn hay không, thì chắc chắn cô ấy sẽ có những gợi ý rõ ràng. Một người phụ nữ không muốn hẹn hò với bạn sẽ lạnh lùng với bạn, tránh mặt bạn và không cho bạn bất kỳ cơ hội nào. Ngược lại, một người phụ nữ thích bạn sẽ có thái độ rất thân thiện với bạn và sẽ có phản ứng thể xác trực tiếp trước mặt bạn. Điều này rất dễ quan sát. Một người phụ nữ độc thân khi đứng trước một người đàn ông, trong suy nghĩ của họ luôn có một đánh giá rất nhanh. Ví dụ cô ấy vô thức nghĩ trong đầu rằng liệu người đàn ông này có hợp với mình hay không? Và suy nghĩ này càng ngày càng được củng cố nếu như chàng trai có ý định theo đuổi cô ấy. Và vấn đề quan trọng hơn ở đây mà đàn ông cần làm đó là làm cách nào để thu hút được cô gái đó. Hầu hết đối với phụ nữ lần đầu tiên gặp mặt thì không nhất thiết người đàn ông phải xuất sắc mà là con gái coi trọng cảm giác hơn. Cảm giác dễ gần hay không, cảm giác có phù hợp hay không và cảm giác có an toàn hay không. Nói một cách đơn giản, đó là liệu bạn có thu hút được cô ấy hay không. Thứ hai, khi phụ nữ gặp được người mình thích, họ sẽ tỏ ra rất vui vẻ. Phản ứng này có thể khó nhìn thấy bởi vì phụ nữ sẽ cố gắng che đậy cảm xúc đó trước mặt bạn. Cô ấy có thể trò chuyện với người khác hoặc chú tâm vào việc khác, nhưng thực ra thì trong lòng cô ấy thì rất muốn ngước mắt sang nhìn bạn. Đây không chỉ là biểu hiện của sự thu hút mà còn là biểu hiện của sự tươi mới tinh thần. Bạn chỉ cần quan sát hành vi của phụ nữ một cách cẩn thận, bạn sẽ nhận thấy rằng là hành vi của họ trở nên khác so với bình thường. Đó là một nỗ lực để che giấu sự căng thẳng và phấn khích bên trong, đồng thời cũng là cảm xúc vui sướng mà phụ nữ trải qua khi gặp được tình yêu của mình. Khi đó, một số phụ nữ sẽ tỏ ra ngại ngùng khi gặp người đàn ông mình thích. Họ có thể trở nên im lặng hơn bình thường, ít nói hơn hoặc thậm chí là cảm thấy hơi dè dặt so với tính cách của họ. Họ tiếp cận mối quan hệ một cách cẩn thận và không muốn trở nên quá tự đề cao bản thân. Hầu hết phụ nữ thích bạn sẽ ít khi chủ động mở lời để bắt đầu cuộc trò chuyện với bạn. Cùng lắm ấy, thì đó là một lời chào,
sau đó thì ngại ngùng không biết nói gì. Nếu người phụ nữ này thích bạn, họ sẽ cực kỳ hào hứng và phấn khích khi bạn chủ động bắt chuyện trước. Lời nói của phụ nữ trong thời điểm này có thể lúng túng, không được trơn tru, không nhanh nhẩu và hay ngập ngừng. Đó là phản ứng sinh lý cũng khá là bình thường. Đồng thời, khi mà phụ nữ gặp được người đàn ông mình thích thì họ cũng sẽ cố gắng che giấu cảm xúc. Họ có thể tránh bộc lộ cảm xúc của mình một cách trực tiếp vì sợ rằng là mình có thể bị hiểu lầm hoặc cảm thấy quá viển vông. Nhưng có một thông tin mà Khánh Ngọc gửi tới quý vị, đó là để một người phụ nữ thích một người đàn ông trong lần đầu tiên gặp mặt phải mất đến gần 1 phút. Trong khi thời gian này của đàn ông chỉ là 8,2 giây. Vì sao có kết luận này? Các nhà nghiên cứu sử dụng camera ẩn để quan sát phản ứng thị giác của hàng ngàn người khi nói chuyện với người khác giới. Qua phân tích, phỏng vấn suy nghĩ của từng người thì họ đã đưa ra kết luận này. Như vậy, người đàn ông có thể thích người phụ nữ rất nhanh, nhưng phụ nữ phải cần thời gian để quan sát, để cảm nhận. Vì vậy, 1 phút đầu tiên khi gặp mặt phụ nữ là giai đoạn quan trọng nhất để quyết định xem họ có thích bạn hay không. Đàn ông phải thể hiện sự thu hút về ngoại hình, cuốn hút trong lời nói, nụ cười trong giai đoạn này để chiếm được cảm tình của phụ nữ. Nhiều người cũng hỏi rằng là ngoài những cái thay đổi về sinh lý đơn thuần về cảm xúc như Khánh Ngọc vừa nói, thì phụ nữ có nhu cầu về ham muốn tình dục khi lần đầu tiên gặp người đàn ông họ thích hay không? Khánh Ngọc trả lời rằng có. Khi thích một người đàn ông, phụ nữ có những phản ứng về mặt tình dục như muốn được chạm vào cơ thể của nhau, nắm tay và có thể là một nụ hôn ngọt ngào. Tuy nhiên thì hiếm khi phụ nữ nghĩ tới việc làm tình, mà nó chỉ là những phản ứng về hành vi tình dục thông thường có thể mang lại sự ấm áp, ngọt ngào, bổ trợ cho cảm xúc mà thôi. Tóm lại, khi phụ nữ gặp được người đàn ông họ thích, họ có thể trải qua nhiều phản ứng về thể chất, tâm lý và hành vi. Những phản ứng này phản ánh mong muốn bên trong của người phụ nữ về tình yêu và sự mong đợi đối với người bạn khác giới của mình. Những hành vi này vừa là những gợi ý của phụ nữ đưa ra, nhưng mà đồng thời cũng là những cái phản ứng mà phụ nữ cố che giấu vì lo lắng người đàn ông không thích mình sẽ có sự hiểu lầm, làm cô ấy mất giá trị của bản thân mình. Đàn ông khi muốn chinh phục một phụ nữ thì cần phải hiểu rất rõ tâm lý chung của phụ nữ, đồng thời cũng tinh tế trong việc đánh giá hành vi của mỗi phụ nữ nói riêng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Buổi chia sẻ ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại.